Vâng, xin chào quý vị. Chúng ta cùng quay trở lại với tiến độ dự án Nova Google Tràm. Nhưng trong video này, Văn Học muốn giới thiệu đến quý vị một tiến độ của một phân kỳ đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của Văn Học. Phân kỳ này cũng có thể nói rất đặc biệt. Bởi vì sao? Vì không cần quảng cáo nhiều trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, những cái tốc độ bán có thể gọi là nhanh nhất trong các phân kỳ của Nova Google Tràm. Không nói thì quý vị cũng đã biết, đó chính là Bình Châu Onsen. Trước kia tên của nó chính là suối khoáng nóng Bình Châu. Vì có lẽ nhiều người đã biết đến suối khoáng nóng nên khi có một cái sản phẩm second home tại đây thì khách hàng cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều mà đưa ra quyết định lựa chọn ngay một cái sản phẩm nên tốc độ bán nhanh như một cơn gió. Văn Học cũng giới thiệu nhanh qua về cái quy mô của dự án này để khách hàng nào mà chưa biết thì khách hàng có thể nắm thêm thông tin. Tên phân khu này chính là Bình Châu Onsen. Vị trí tọa lạc tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đơn vị phát triển là Novaland. Quy mô của dự án là 309 ha. Các loại hình phát triển đó là nhà phố, shop house và biệt thự. Số lượng các sản phẩm tại đây khoảng 500 căn second home. Trong này các cái khu tiện ích của nó có 11 hecta là suối khoáng nóng, 5 hecta là các công viên chủ đề và rừng là 280 hecta, công viên nước khoảng 4 hecta. Cái thời điểm bàn giao của phân kỳ này dự kiến vào tháng 3 năm 2024. Vậy là còn khoảng 2 năm nữa là khách hàng sẽ nhận bàn giao những cái căn nhà tại đây. Đây là hiện trạng thực tế của Bình Châu Onsen nha quý vị. Các cái cụm tiện ích, những khu lưu trú là hiện hữu rồi. Còn đây là cái hình ảnh sau khi nâng cấp và cải tạo các cái khu lưu trú tại đây. Nó sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái sự lựa chọn hơn, nhiều tiện ích hơn và chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng đến đây hơn. Với phong cách Nhật Bản tinh tế và nhẹ nhàng, với hàng hoa anh đào chính là quốc hoa của Nhật Bản, biểu tượng cho tinh thần, sức mạnh, văn hóa con người Nhật Bản. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với hình ảnh thực tế của Bình Châu Onsen, vị trí kết nối của nó thì như thế nào. Dự án nằm trên cung đường quốc lộ 51, trải dọc theo đường ven biển, đẹp nhất nhì trong cái khu vực miền Nam Việt Nam. Trong đó có Hồ Tràm, cũng là một trong những bãi biển đẹp hiếm hoi, tự nhiên ưu ái về cái vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng, cùng hệ sinh thái động thực vật phong phú. Bên cạnh đó, Bình Châu Onsen còn sở hữu được cái vị trí được đánh giá cao về cái vị trí kết nối nhờ nằm ngay trên cái cung đường quốc lộ 51, liên kề với các cái tuyến cao tốc như Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Long Thành Dầu Dây, giúp khách hàng dễ dàng liên kết đến các cái khu vực như di chuyển đến khu du lịch suối khoáng nóng Bình Châu chỉ vài bước chân, di chuyển đến khách sạn Hồ Tràm Chip khoảng 15 phút, di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành khoảng 60 phút, di chuyển đến sân bay Đất Đỏ khoảng 20 phút, di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ 30 phút lái xe. Đặc biệt, vị trí liên kề với suối khoáng nóng Bình Châu có trên 70 đài phun nước lộ thiên cùng cái lượng bùn khoáng dồi dào, thuận tiện trong cái việc thu hút khách du lịch đến trong và ngoài nước trong cái khu vực này. Đồng thời, Bình Châu Onsen cộng hưởng với cái quy hoạch khu vực du lịch này trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu được khách hàng lựa chọn. Trên hình ảnh, quý vị có thể thấy tại đây sẽ có hai cái phân khu được phân biệt rõ ràng, đó là khu lưu trú phía tay phải chúng ta và phía tay trái chính là khu tiện ích. Khu tiện ích này đang có hoạt động và đón tiếp rất là nhiều khách hàng. Hiện nay nếu mà quý vị muốn lưu trú tại đây mà quý vị book phòng gấp thì khả năng có phòng của quý vị rất là thấp. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại đây là khá là cao, đặc biệt là trong 2 năm vừa qua dịch, cho nên là mọi người về việc mà di chuyển đi nghỉ ngơi hầu như là không có, cho nên đây là một trong những cái cơ hội bùng nổ về du lịch, bùng nổ về những cái cơ sở lưu trú mà gần những cái cụm tiện ích, và suối khoáng nóng Bình Châu là một trong những cái điều đó. Trên hình ảnh thì quý vị có thể thấy cái cụm tiện ích tại đây thì cực kỳ là xanh mát nha quý vị. Nó sẽ lọt thỏm ở giữa những cái khu tiện ích để quý vị có thể tắm bùn này, quý vị có thể tắm khoáng nóng này, khoáng lạnh này, thì rất là nhiều các cái khu tiện ích tại đây. Nếu mà quý vị nào đã từng ghé rồi chắc hẳn quý vị cũng đã biết cái khu này cực kỳ rộng nha quý vị. Chúng ta di chuyển không mà nếu mà đi bộ thì chắc chắn rất là mỏi. Tại đây thì có những cái hồ nhiệt độ từ 37 cho đến 80 độ C nên tại đây sẽ là ấm quanh năm nha quý vị, với những cái làn khói mờ mờ ảo ảo tạo nên một khung cảnh rất là huyền diệu như tiên cảnh nha quý vị. Với những điều ưu đãi đặc biệt của thiên nhiên trao tặng thì các hồ tại đây đã tạo nên những cái hoạt động thú vị cho du khách. Quý vị có thể đến đây ngâm mình dưới cái làn nước mờ ảo ấm áp, vừa có thể thư giãn thoải mái tinh thần, vừa tốt cho sức khỏe trong những một chuyến du lịch. Một hình thức khác mà quý vị có thể trải nghiệm trong những dòng khoáng này đó là việc mình có thể tắm tại các cái hồ khoáng nóng, ngâm chân tại các cái suối khoáng nóng. Đây cũng là một trong những cái hoạt động để tốt cho sức khỏe, nhẹ nhàng mà tất cả các đối tượng đều có thể được tận hưởng, từ người lớn đến trẻ em, ai mong muốn thì đều có thể tận hưởng được hết. Tại đây thì đặc biệt có một cái dịch vụ thú vị đó là luộc trứng, thì có rất nhiều khách hàng cũng không có tin là việc luộc trứng tại đây có thể chín được và có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì để mà chắc là được hay không thì chúng ta sẽ bỏ ra khoảng vài ngàn, chúng ta mua một trái trứng tại đây và chúng ta sẽ ngâm nó tại những cái giếng nóng đó quý vị, khoảng tầm 15 phút thôi là quý vị mang lên có thể sử dụng được. Trứng tại đây khi quý vị luộc thì nó sẽ không có chín giống với trứng mà chúng ta luộc ở nhà nha quý vị, mà nó sẽ dạng chín hồng đào nha quý vị, chín từ trong ra ngoài. Và rất là thú vị nhé. Thì để mà chắc chắn cái trải nghiệm quý vị sẽ tuyệt vời hơn thì quý vị nên đến đây.
và sử dụng dịch vụ tại đây nha quý vị. Để đáp ứng được cái nhu cầu sống cao cấp hơn của quý vị thì cũng có rất nhiều khách hàng mong muốn sở hữu một ngôi nhà tại đây và có những cái dòng nước khoáng đến tận nhà. Thì tại đây thì chủ đầu tư cũng đã thiết kế ra những dòng sản phẩm dẫn khoáng đến tận nhà cho quý vị nha quý vị. Thì cũng đơn giản thôi, một căn nếu mà như đợt trước Văn Học từng bán á, một căn mà có suối khoáng đến dẫn tận nhà nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 17 tỷ nha quý vị một căn. Còn biệt thự chắc chắn giá cao rồi. Cái sản phẩm vừa nãy Văn Học nói quý vị đó là sản phẩm nhà phố nhé. Còn biệt thự thì nó rơi vào tầm khoảng 30 mấy tỷ đến 40 mấy tỷ thì tùy vị trí nha quý vị. Nhưng mà học chia sẻ với quý vị thì biển thì chúng ta có rất là nhiều rồi, hầu như trải dọc từ Bắc đến Nam thì nơi nào cũng có biển. Tuy nhiên thì sở hữu một ngôi nhà mà chúng ta vừa gần biển vừa gần rừng mà lại ở trong lòng suối khoáng nóng thì Văn Học nghĩ thì chắc chắn chỉ có đây thôi nha quý vị. Vì những cái địa thế khác, những cái vị trí khác cũng có thể có suối khoáng nóng, tuy nhiên nó sẽ không có thuận lợi giống những cái vị trí của Bình Châu Onsen nha quý vị. Cho nên là Văn Học nói với quý vị, sở hữu ở đâu cũng vậy thôi, nhưng mà vị trí kết nối của nó vẫn là một trong những thứ quan trọng nhất nha quý vị. Từ đây về thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ gần, quý vị có thể đi trong ngày cũng được, quý vị có thể di chuyển ở đây một vài ngày trong tuần được. Đặc biệt đối với dòng sản phẩm của Bình Châu Onsen, có rất nhiều khách hàng lớn tuổi á, sở hữu những sản phẩm tại đây thì hầu như khi khách hàng lớn tuổi mà muốn sử dụng mà cái liệu trình mà chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở suối khoáng nóng này, thông thường thì họ sẽ không có sử dụng 1 đến 2 ngày đâu quý vị ạ. Có những khách hàng họ sẽ sử dụng ít nhất là phải 1 tuần với một cái liệu trình đó, có những khách hàng có thể sử dụng cả 1 tháng. Nên những sản phẩm second home tại đây thì rất là phù hợp với những khách hàng lớn tuổi. Họ có mong muốn một ngôi nhà tại đây để họ có thể thường xuyên sử dụng trong những cái suối khoáng nóng như này, chăm sóc sức khỏe. Còn đối với những khách hàng trẻ thì họ có thể sử dụng ở đây, một ngôi nhà ở đây cũng được. Còn việc họ có thể di chuyển ở những nơi khác để họ có thể vui chơi khác thì cũng không sao. Tuy nhiên thì tại đây thì rất là phù hợp để chăm sóc sức khỏe nha quý vị. Cái phân khu này, phân kỳ này thì mang hướng, hơi hướng là thiên về chăm sóc sức khỏe. Nên khách hàng nào yêu thích chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như gia đình mình thì đây là một sản phẩm phù hợp nha quý vị. Có rất nhiều khách hàng đã từng chia sẻ với Văn Học là hiện nay khi đến với Bình Châu Onsen thì không thường khách hàng chỉ ở đây khoảng 1-2 ngày là khách hàng đi về thôi, vì không có tiện ích gì. Thì đúng, đây là một cái điều mà thông thường khách hàng đến đây khách hàng sẽ cảm nhận như vậy. Tại vì hiện nay thì phần lớn tại khu vực này thì nó chưa có nhiều cái tiện ích để khách hàng có thể vui chơi. Tuy nhiên với cái việc mà nâng cấp, cải tạo cái khu Bình Châu Onsen này nó trở thành một trong những cái điểm đến cũng như là một nơi cái lưu trú đẳng cấp thì chắc chắn với quý vị á, sau này cực kỳ nhiều các cái điểm để quý vị có thể vui chơi tại đây. Tại vì như quý vị đến đây thì trước kia chỉ có hầu như tắm khoáng nóng xong quý vị về những cái căn lưu trú quý vị nghỉ ngơi thôi. Còn sắp tới khi quý vị đến đây, quý vị sẽ có những cái dãy shop house để quý vị mua sắm, ăn uống, giải trí vân vân. Và khi có nhiều tiện ích ấy, thì quý vị sẽ dành nhiều thời gian để quý vị lưu trú hơn, để quý vị có thể sử dụng được nhiều tiện ích hơn. Thì chắc chắn nơi đây sẽ có rất là nhiều điều thú vị sau này khi khách hàng về đây sinh sống hoặc là quý vị về đây để sử dụng dịch vụ tại đây. Thì tất cả mọi thứ Văn Học chia sẻ thì nó đều nằm ở trong tương lai thôi. Tuy nhiên thì tương lai này chúng ta có thể nhìn thấy rồi quý vị. Đó, tất cả những cái hình ảnh mà đang xây quý vị, đó là những cái dãy shop house quý vị. Shop house đang có được xây dựng. Tại đây shop house thì có một cái điều rất là hay là có những cái shop house để khách hàng tự vận hành. Cũng có những cái shop house là bên Nova sẽ vận hành cho khách hàng luôn. Thì mục đích tại đây là gì? Khi những cái shop house để quý vị tự vận hành thì quý vị có thể mang những thương hiệu tạo ra một cái nhiều màu sắc hơn cho cái khu vực này. Còn đối với Nova vận hành nó sẽ mang lại cho quý vị những cái tiện ích nhu cầu thiết yếu cơ bản và đầy đủ cho quý vị để quý vị về lựa chọn. Còn những cái tiện ích khác là mình có thể bổ sung thêm. Đây là một trong những cái điều rất là thú vị để khách hàng yên tâm về đây lưu trú thì cũng không thiếu gì hết nha quý vị. Thông thường khách hàng đến những cái nơi du lịch thì thông thường là khách hàng rất là sợ thiếu này thiếu kia thiếu nọ, làm mình có thể cảm thấy cái chuyến đi của mình nó không được trọn vẹn lắm. Còn khi quý vị đến với Bình Châu Onsen thì quý vị không thiếu gì đâu quý vị ạ. Dịch vụ, tất cả dịch vụ ở đây là đầy đủ hết. Và đặc biệt Văn Học chia sẻ quý vị, cái chuyến cái tiện ích mà khám phá rừng tại đây á thì thực sự rất là đẹp nha quý vị. Văn Học đã từng có dịp di chuyển tại đây và đi vào cái khu vực rừng tại đây đó quý vị. Nó cực kỳ mát mẻ luôn. Nếu quý vị có những cái đứa con của mình á thì quý vị nên cho đến đây và đi vào gọi là khám phá rừng nha quý vị. Cái hình ảnh khám phá rừng thì nó cực kỳ thú vị á. Để con nít khi mà nó vô đây nó sẽ bắt gặp những loại bướm này, những con thằn lằn, tắc kè vân vân. Nó có rất là nhiều con ở trong cái rừng đó. Và chắc hẳn khi mà chúng nó thấy được những cái con vật mà nó một cách sinh động như vậy á, thì cái trí sáng tạo của nó cũng sẽ tốt hơn. Và nó sẽ tưởng tượng được rất là nhiều thứ hơn. Thay vì mọi thứ nó chỉ nhìn qua sách báo, tivi vân vân, thì ở tại đây chúng nó có thể nhìn thấy một cách thực tế.
có rất là nhiều trải nghiệm. Tuy nhiên thì trải nghiệm một cái điều gì đó mà qua nhiều giác quan á, thì đây là một cách rất là sinh động mà giúp mà trẻ sáng tạo hơn rất là nhiều nha quý vị. Nên mà quý vị nào có thời gian thì nếu mà chưa có nhà ở đây cũng không sao, thì quý vị có thể đưa những đứa trẻ ra đây, đến đây chúng có thể cảm nhận được nhiều hơn, chúng có thể tận hưởng được cái không gian xanh mát này, đi vô những cái khu rừng này, những cái khu safari mini này, rồi hít những cái bầu không khí trong lành để trẻ có nhiều cái trải nghiệm sống hơn cho quý vị. Thì Văn Học cũng vừa chia sẻ qua đến quý vị cái thông tin về tiến độ của các cái hình ảnh liên quan đến khu Bình Châu An Sen này quý vị. Tiện ích tại đây thì phần lớn cũng đang có hiện hữu rồi nha quý vị. Còn nhà thì hiện nay cũng đang trong quá trình xây dựng thôi. Thì sắp tới cũng sẽ xong vào năm 2024. Nên sẽ có rất nhiều trải nghiệm thú vị cho quý vị. Văn Học cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem qua video này. Ở phần cuối video còn rất nhiều video khác hữu ích để quý vị có thể tham khảo thêm. Quý vị nào mong muốn sở hữu những cái sản phẩm tại đây thì quý vị có thể liên hệ Văn Học nhé. Văn Học sẽ chia sẻ với quý vị những cái thông tin hoặc những cái sản phẩm phù hợp với quý vị. Văn Học cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào, tạm biệt.